mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách móc đế giày. Mình đang móc đây giống như thế này. Đế giày này thì mình dạng làm loại hơi lớn xí, là dành cho bé tầm từ 1 tuổi trở lên. Nếu các bạn muốn làm cho đế nhỏ, cho bé nhỏ thì bạn có thể sử dụng mũi đơn. Mình chỉ đang sử dụng mũi nửa kép và mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhé. Đầu tiên các bạn sẽ gầy cho mình một mũi này. Rồi. Chúng ta sẽ móc lên 16 bánh. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 đây. Này bạn, đây là 16 bánh. Chúng ta sẽ dùng mũi nửa kép, chúng ta quay một vòng, chúng ta đến chân kim thứ ba như thế này. Đây, kéo quá luôn nhé. Rồi, chúng ta sẽ được mũi đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ móc 13 mũi nửa kép. Mình móc xong 13 mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc mũi cuối cùng này, mũi cuối cùng ở đây. Chúng ta sẽ móc 6 mũi nửa kép chung một chân như thế này. Chúng ta sẽ móc 16 mũi nửa kép cho một chân. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp là 13 mũi nửa kép. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Nè, móc xong 13 mũi nửa kép rồi. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ móc 2 mũi chung chân. Chúng ta mũi cuối cùng như thế này, còn gọi là mũi tăng nữa các bạn. Cứ 2 mũi bạn nhét chung một chân. Rồi, bây giờ thôi rồi, tức là chúng ta sẽ kết hàng ở mũi đầu tiên như thế này. Rồi, đây chúng ta sẽ có hàng đầu tiên. Tiếp theo ở hàng thứ hai, chúng ta lấy lên 2 bánh. Chúng ta lấy lên 2 bánh như này, chúng ta sẽ
hai mũi trung chân. Là một trong một chân, sau đó chúng ta sẽ móc 10 tiếp tục 13 mũi đầu như lúc nãy. Một, hai, ba, năm, bốn, là móc xong 13 mũi đầu các bạn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ móc là 6 mũi tăng là 2 mũi trung chân. Một nè. Hai. Một mũi. Ba mũi rồi các bạn. Rồi 8 này. Chúng ta sẽ cứ được 6 mũi tăng như thế này. Rồi cứ tiếp tục thì chúng ta cứ móc 13 mũi mũi lưỡi kép nha. Mình móc xong 13 mũi lưỡi kép như thế này. Ta sẽ móc xong 13 mũi lưỡi kép và tiếp tục chúng ta sẽ móc 2 mũi tăng. 2 mũi lưỡi kép tăng nha các bạn. Chúng ta sẽ kết hàng lại ở đầu, lấy bánh bên kia kéo qua như thế này. Rồi chúng ta sẽ được hàng thứ hai và chúng ta tiếp tục cùng lấy lên hai bánh như thế này. Chúng ta sẽ làm móc 3 mũi tăng, tức là 3 mũi trung chân các bạn. Một mũi.
chúng ta sẽ được như thế này, ba mũi trung chân nhé bạn. Và tiếp tục chúng ta sẽ móc tiếp tục là 13 mũi nữa kép. Cứ như giống nãy giờ máy hàng đầu thì chúng ta móc thế nào, bây giờ cũng móc như thế nha. Đây các bạn, mình đã móc xong 13 mũi nối kép như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ móc, bắt đầu chúng ta sẽ tăng lên cái vòng này. Đây, nó sẽ tăng cái vòng ở cái chân trước. Chúng ta sẽ dùng mũi kép, chúng ta sẽ móc 4 mũi kép nha. Kéo qua một bên, kéo tiếp. Chúng ta sẽ có được mũi kép đầu tiên, móc 4 mũi nha các bạn. Được 4 mũi kép. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 7 mũi kép trung chân nha các bạn, là 7 mũi kép tăng á. Chung một chân như thế này. Đó. Đó. Một mũi. Nó 7 mũi như thế này các bạn. Tới lượt này. Tới đây thì cũng như tuần tự chúng ta sẽ móc lại 4 mũi kép. Mỗi mũi một chân nha các bạn. Chúng ta sẽ móc song song như bên kia. 2 3 cuối cùng chúng ta sẽ móc 13 mũi nửa kép. Mm-hmm.